và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị và các bạn đang đến với kênh test âm thanh của cửa hàng Audio Bãi An Giang. Ngay phía dưới màn hình của quý vị có ngay một nút đăng ký. Quý vị nhớ bấm vào nút đăng ký và nhấn nút hình cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những clip mới nhất từ cửa hàng. Đây là dòng loa hát karaoke, nhưng mà khi quý vị nghe nhạc nó cũng rất là da diết nha quý vị. Bass đánh sâu mềm, chép thì nó rất là chi tiết, nó tách bạch rất là hay. Quý vị nghe kỹ không thua một đôi nghe loa nghe nhạc nào hay cả. Đôi radio sắt bass 40cm nha quý vị, đây là dòng Mỹ nồi. Hãng loa này là chuyên sản xuất loa gia công cho hãng rời lá tuyết đó quý vị. Thường quý vị mua những cái đôi rời lá tuyết cao cấp á thì phía sau nó sẽ có đóng chữ radio sát. Thì đây là một cái hãng chuyên sản xuất loa. Hãng rời lá tuyết là lắp loa của hãng radio sát nha. Thì hãng này cũng sẽ có sản xuất ra một số cái dòng loa đầy đủ nguyên hết. Thì hãng Radio Sát cũng có sản xuất ra một số model loa thùng, full thùng ha. Loa này sở hữu một bass 40cm và một chép kèn ở phía trên nha quý vị. Tiếng chép nghe rất là phê. Thùng thì được bao bọc bằng nỉ, thùng rất là dày, có hai lỗ hơi nằm phía dưới, lưới sắt bảo vệ phía trước. Bây giờ em sẽ chuyển sang một cái dòng nhạc mạnh tí xíu cho quý vị thưởng thức nha. Nghe nhạc trữ tình này nó phê nè. Bass đánh cực kỳ quy luật quý vị. Chúng ta chờ xem cái tiếng ca sĩ của nó như thế nào nha. Khi cái loa mà đánh bass nặng và đánh mạnh, đánh công suất lớn như thế này mà cái tiếng ca sĩ đó quý vị mà nó ra được rõ, mà nó ra được như thế này là quý vị hát karaoke là tuyệt vời luôn nha. Khi hát cái tiếng nó sẽ không bị đè xuống, nó sẽ rất là bay. Tiếng là tí xíu nha quý vị. Đây em sẽ giới thiệu sơ lược về tem này bằng nhôm nha quý vị. Bằng nhôm chứ không phải là nó bấm. Bằng nhôm chứ không phải là bằng giấy như một số model khác nha. Vì đây radio sát ha, model là BA115 trở kháng 8 ohm, bass 15 inch nha. Công suất là khoảng 200W max power. Cái độ sâu này nó xuống được tới 30 Hz luôn quý vị. Thường những cái lo sân khấu rất ít lo xuống được 50 chứ nói gì mà được 30. Thì 27.000 thì độ cao này như vậy thì không nói nha. Custom XM Inuta đọc tiếng Anh hay dở nha quý vị. For Radio Sat Division Tăng Composition Tây Sat nha. Chỉ biết Mỹ thôi nha quý vị. Rồi đây là Mỹ.
tiếng cực kỳ chất. Đây, đây là cái màu nỉ này là cái màu muối tiêu nha quý vị. Nó được như vậy là nó rất mới đó nha, rất là mới luôn. Màu muối tiêu nha. Tất cả bốn góc đều nó có ốp bảo vệ hết. Nha, màu muối tiêu. Dâu này nó bị dơ tí. À, rất đẹp, nó như vậy là rất đẹp rồi đây quý vị. Rất gấu nha, thùng này gấu ha. Tại sao một hôm nay cái chạm này quay xuống. Nói anh sẽ dặn bốn góc này ra quay nó lên nha quý vị. Tại bên kia nó gắn sẵn vậy, không biết để làm gì nha. Nhưng mà nữa mình quay lên lại. Cái đó là chuyện nhỏ thôi nha. Rất đẹp nha quý vị. Thùng nãy mà nó còn được vậy là nó rất đẹp đấy. Sẽ đo kích thước cho quý vị xem luôn. Chiều ngang nó sẽ là 49, chiều sâu là 34. Thùng này cao chắc khoảng 70 quá. Cao 69 quý vị, 69. Kiểu dáng thì cũng khá hầm hố nha quý vị nha. Nhìn nè, em đang cảm nhận là nhìn nó gấu nó đẹp hơn một số dòng nha. Tuy cái thiết kế của nó vuông vức nhưng mà nó bù lại được cái thiết kế cái icon bát phía trước nha, và cái chép càng nằm lõi ngoài rất là đẹp. Rồi, quảng cáo em xin kết thúc video tại đây. Và giá cho đôi loa này là em xin báo luôn, giá 11 triệu đồng nha quý vị. Ship toàn quốc và không bao phí ship. Một đôi loa chất như thế này nha quý vị, cực kỳ chất. Vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Em chỉ đánh bằng con đẩy bi quay sữa 200 lít thôi, xây mỏng một u thì nó đã ra được cái chất âm tuyệt vời như vậy. Tiếng mít tuyệt vời, tiếng bass lực căng. À, xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.